Trà Tiên Lầu xin kính chào tất cả các bác ạ. Hôm nay thì Trà Tiên Lầu sẽ chia sẻ cho các bác về một bộ bàn trà trên chất liệu là gỗ gó đỏ đã được BU bóng mờ. Và cái bộ bàn trà này có tên gọi là bộ bàn trà bán nguyệt. Bán nguyệt nó như thế nào là chia ra làm hai lửa các bác nhé. Đây ạ, à, cái bộ bàn trà này chia ra làm hai lửa. Các bác có thể là kê, mỗi lửa có thể kê ở một phòng được, đúng không ạ? Đấy, tùy theo, đấy, tùy theo các bác. Đấy. Và cái bộ bàn trà này thì gồm có là gì ạ? Có một bàn này và bốn ghế. Các bác có thể đặt thêm 6 ghế cũng được nha các bác nhé. Thì cái kích thước của cái bộ bàn trà này thì để em đo kích thước. Chiều cao là 70. Và cái đường kính bề mặt là 80. Và cái bàn này thì có rất là nhiều ngăn các bác ơi. Rất là nhiều ngăn để các bác có thể đựng được rất là nhiều đồ. Ví dụ như những cái hộp trà này, hoặc là những cái khay trà, khay bánh kẹo, khay mứt trà này. Rồi các bác có thể là kê trang trí nhá. Rồi đến cái ghế ạ. Ghế thì cái bộ này thì gồm 4 ghế. Và các bác có nhu cầu chúng ta đặt thêm 6 ghế hoặc là 8 ghế thì Trà Tiên Lầu cũng có thể là làm để phục vụ cho các bác. Thì mỗi một cái ghế này thì là có cái kích thước là chiều cao là 70. Và cái bề mặt của cái ghế là vuông là 40 nha các bác nhé. Bề mặt vuông là 40 ạ. Rất là chắc chắn. Và chất liệu gỗ gõ đỏ thì các bác đã biết được cái chất liệu của nó như thế nào rồi. Thì chất liệu gỗ gõ thì bên em là chỉ có là BU một lớp bóng mờ bên ngoài thôi. Nên là tạo độ bóng cho cái bộ này thôi. Nhưng không không có là phun sơn gì cả. Thấy không? Thì các bác ơi, bác nào chúng ta mà muốn sở hữu cho mình về một cái bộ bàn trà bán nguyệt trên chất liệu gỗ gõ đỏ thì là có thể là liên hệ đến Trà Tiên Lầu, có thể tư vấn cho các bác về kích thước này cũng như là làm theo yêu cầu của các bác. Và cái bộ này thì giá cả rất là hợp lý nha các bác nhé. Thì khi các bác mà mua cái bộ bàn trà này, Trà Tiên Lầu sẽ tặng cho các bác 1kg cái trà búp loại đỉnh đồi Tân Cương của Trà Tiên Lầu. Vì cái dòng trà búp đỉnh đồi Tân Cương là một cái dòng trà rất là nổi tiếng và một cái dòng trà mà được rất nhiều bác khách hàng tin dùng bởi cái hương vị đậm đà, tiền chát hậu ngọt cũng như là cái hương vị trà Tân Cương thì nó có một cái điều rất là đặc biệt. Và một lần nữa thì Trà Tiên Lầu xin cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video này. Thì các bác có nhu cầu chúng ta muốn sở hữu về cái bộ bàn trà bán nguyệt gỗ gõ đỏ thì có thể liên hệ đến số điện thoại 0968600070 và 0982111070 để Trà Tiên Lầu có thể tư vấn cho các bác và gửi hàng cho các bác là nhanh nhất ạ. Và một lần nữa cảm ơn.